xin mời cùng nghe. Quân hải giám của tặc xiên vào trong ngục tối để rạng sáng ngày mai đưa các thiên kiều về Mông Cổ. Không, em không về Mông Cổ. Nếu em không về Mông Cổ thì tên mã phu này chịu cực hình kinh khiếp nhất. Cổ tặc xiên, nếu tiểu thơ còn thương xót cho cuộc đời của một tên nô lệ, vậy thì tiểu thơ nên về lại với quê.
vạc đêm ngủ trên yên ngựa. Dạo em ra nguy chưa bao giờ biết rõ, sao bỗng nhiên nghe lạnh cả tâm hồn. Nhìn nắng mây trôi lòng trầu sắc sẽ buồn, lòng dùng tương chợt quên mềm yêu khi một lần đổi duyên với tình yêu. Dù sao anh đã yêu và chỉ yêu mà đau khổ thì chắc rằng anh hiểu được lắm em chợt muốn bỏ anh. Người ta vẫn hững hờ và xem em như kẻ lạ người xa. Trời ơi, kẻ mình yêu để hững hờ xa lạ, còn gì đau đớn ngạo ơn. Núi tất ghê sao như dạng lý quan sang, tóc mây hoàng quải bay trong gió, lòng em đã lòng em đã bão đồng tây bời. Tiếng kiều ơi sao chiều nay bỗng dưng anh lo sợ, lạnh mất một cái gì mà anh yêu quý. Nếu một bay giữa xa trường anh vì ngục chết, biết ai là người đắp mồ cho anh. Phương Vũ Quốc Tính xin cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn những giây phút lắng nghe cũng như những gành lọc thân thương mà quý cô bác đã gửi tặng cho anh em ban nhạc. Và xin cảm ơn rất nhiều ạ.